Vậy là vũ trụ quái vật khổng lồ sắp sửa có thêm một thành viên mới rồi. Để chuẩn bị cho Godzilla vs Kong, chúng mình quyết định làm lại video tóm tắt lược sử thế giới này để đem đến cho các bạn cái nhìn hoàn chỉnh nhất về cả chuỗi phim, từ phần Godzilla đầu tiên cho tới King of the Monsters, và bổ sung thêm cả tập comics ngoại truyện nữa. Lưu ý, video này đã được chỉnh sửa, cắt gọt và thêm thắt nhiều thông tin để gọn gàng và đầy đủ hơn so với video trước. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. 250 triệu năm trước Công Nguyên, thế giới của những Titans. Trái đất nhiều phóng xạ gấp 10 lần ngày nay và là nơi sinh sống của các Titans khổng lồ. Các Titans được chia làm hai bên đối lập, một bên đe dọa tới sự vẹn toàn của hệ sinh thái. Trong đó có Muto Prime, Skullcrawlers, Shinomura. Bên còn lại có sứ mệnh kiểm soát, ngăn chặn sự bành trướng của chúng. Bên này gồm các Godzilla, Kong hay Mothra. Trong khoảng thời gian này, một thiên thạch khổng lồ va chạm với trái đất, phá hủy toàn bộ môi trường sống của những Titans, đẩy chúng xuống gần lõi trái đất trong hàng triệu năm để hấp thụ nguồn phóng xạ dồi dào. Hàng triệu năm trước Công Nguyên, vào khoảng thời gian không xác định, đảo Đầu Lâu, quê hương của loài vượn khổng lồ Kong, nay phải đối mặt với những Skullcrawlers trồi lên từ dưới lòng đất để kiếm ăn. Cuộc chiến kinh thiên động địa giữa các vị thần của trái đất thuở sơ khai xảy ra, với phe loài Kong là người gác cổng, không cho loài Skullcrawlers chiếm hòn đảo nói riêng và toàn bộ trái đất nói chung. 30.000 năm trước Công Nguyên, những bức vẽ đầu tiên. Lần đầu tiên Godzilla được những người tiền sử vẽ lại trên động Chauvet, Pháp. Hàng nghìn năm trước Công Nguyên, không xác định, King Kong ra đời. Những người dân Iwi đầu tiên đặt chân tới hòn đảo Đầu Lâu và được diện kiến hai quái thú không cuối cùng trên hòn đảo lúc bấy giờ là bố và mẹ của King Kong. Không lâu sau, bố mẹ King Kong đều bỏ mạng dưới tay của Skullcrawlers, vua đảo Đầu Lâu lớn lên mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong Kong, Skull Island, khán giả có thể nhìn thấy hài cốt của cha mẹ King Kong trong cảnh này. Cũng trong khoảng thời gian này, loài người sơ khai đã ghi chép lại cuộc giao tranh giữa các Titans khổng lồ như Godzilla, Rodan, Mothra và King Ghidorah khắp nơi trên thế giới. Năm 1100 trước Công Nguyên, một nhóm người cổ đại di cư từ châu Âu tới đảo Nhật Bản chạm trán một cá thể Godzilla mà họ tin rằng chính là vị thần Dagon trong tôn giáo của mình. Trước đó, Dagon được cư dân Nhật Bản tôn thờ với tên hiệu là Lôi Thần, Raijin. Tại đây, họ chứng kiến Dagon giao tranh với Muto Prime, hay với tên Nhật lúc này là Jinshin Mushi. Dagon bại trận, bị Muto Prime đẻ hai quả trứng vào người, nhưng vẫn kịp bò ra biển rồi bơi đến Philippines, nơi mà nó bỏ mạng. Năm 1915, Einstein hoàn thiện thuyết tương đối để gửi tới Tổng thống Roosevelt, thông báo với thế giới rằng phải cảnh giác với chương trình nghiên cứu vũ khí của Đức Quốc xã, mở ra kỷ nguyên vật lý lượng tử. Đây là tác nhân đầu tiên đánh dấu sự thức tỉnh của các Titans. Năm 1943, hạm đội USS Lawton của Hoa Kỳ bị một quái vật khổng lồ tấn công. Biranda, người xuất hiện trong Kong Skull Island, trở thành người sống sót duy nhất sau sự kiện này. Ám ảnh với sự kiện, Bill nguyện cống hiến toàn bộ thời gian và công sức của mình vào việc phơi bày những sự thật về các Titans. Năm 1944, hai phi công Hank Marlowe từ quân đội Hoa Kỳ và Kanpei Akari từ quân đội Nhật Bản rơi xuống đảo Đầu Lâu. Tại đây, họ diện kiến King Kong. Không lâu sau mốc thời gian này, Kanpei bị một Skullcrawler ăn thịt để Hank sống lại một mình với tộc người Iwi. Mùng 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên được sử dụng phục vụ mục đích chiến tranh mang tên Little Boy được thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Chấn động cùng phóng xạ từ quả bom đã thức tỉnh các Titans khác. Một loài quái vật ký sinh được cấu thành từ quần thể tế bào mang tên Shinomura bắt đầu kéo nhau lên mặt đất để đi tìm thức ăn. Để bảo toàn sự cân bằng cho tự nhiên, Godzilla đã thức tỉnh. Cô bé Ichiro Serizawa và bố sống sót sau vụ nổ nhìn thấy một Shinomura khổng lồ bay trên bầu trời. Bố cậu quyết định tham gia Hải quân Nhật Bản để truy tìm sự tồn tại của các Titans. Năm 1946, sau hành động cố tình che lấp vụ việc USS Lawton nói trên, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ, ông Harry S. Truman, bí mật thiết lập tổ chức Monarch nhằm truy lùng, nghiên cứu và giữ bí mật về những sinh vật trái đất khổng lồ không xác định, hay Muto. Sinh vật đầu tiên lọt vào danh sách cầm về kiểm soát của Monarch là Shinomura. Cũng trong khoảng thời gian này, Godzilla truy đuổi Shinomura qua nhiều đất nước trên thế giới. Kể từ năm 1948, khi đang truy lùng tung tích của Shinomura, tổ chức Monarch phát hiện ra Godzilla. Còn vào năm 1950, cái tên Gojira lần đầu tiên được một người dân ở Guam sử dụng. Đám xương khói khổng lồ là sự kiện ô nhiễm không khí trầm trọng ảnh hưởng tới London đầu tháng 12 năm 1952. Theo ước tính, khoảng 4.000 người đã chết do ảnh hưởng trực tiếp từ sự ô nhiễm, khoảng 100.000 người gặp các vấn đề nghiêm trọng liên quan tới hệ hô hấp. Theo giả thuyết của Monarch, màn xương khói này được tích tụ từ những cú đập cánh của một Titans bí ẩn khổng lồ, được cho là của Mothra. Mùng 1 tháng 3 năm 1954, Godzilla đuổi theo một Shinomura đến quần đảo Sanho Bikini.
ông Serizawa, tổ chức Monarch cùng chính phủ Hoa Kỳ, dưới danh nghĩa thử nghiệm bom hạt nhân, đã sử dụng quần đảo này để che đậy mục đích thật sự của họ, đó là tiêu diệt Godzilla và Shinomura. Vụ nổ tuy không giết chết Godzilla, nhưng đã đẩy nó quay lại trạng thái ngủ đông vì không còn quái vật để cân bằng trên trái đất. Năm 1973, Monarch triển khai nhiệm vụ đầu lâu trên hòn đảo cùng tên ở Thái Bình Dương để vẽ bản đồ địa lý. Những quả bom được thả đã vừa chọc tức kinh không, vừa đánh thức các Skullcrawlers. Tại mốc thời gian này, tất cả những sự kiện trong bộ phim Kong: Skull Island xảy ra. Những thành viên còn sống sót sau nhiệm vụ bao gồm đại úy James Conrad, nhiếp ảnh gia chiến tranh Mason Weaver, nhà sinh vật học cùng nhà địa chất học của Monarch, San Lin cùng Houston Brooks. Hai thành viên của Monarch cho James và Mason biết đến sự tồn tại của các Titans khác ngoài King Kong. Năm 1980, Ishiro Serizawa được bố mình tiết lộ cho bí mật về Monarch, Godzilla và Shinomura. Một năm sau, Ishiro tham gia tổ chức Monarch. Năm 1991, Monarch thiết lập khu cách ly đặc biệt trên hòn đảo Isla de Mara bên ngoài Mexico để nghiên cứu Rodan. Đây là một Titan với tạo hình của một thằn lằn bay khổng lồ. Nó được người dân Isla de Mara tôn thờ như thần thánh với các tên hiệu như con quỷ lửa hay đứa con của lửa. Nếu như King Kong được mệnh danh là vua của rừng già, thì Rodan là vua của bầu trời. Năm 1995, Aaron Brooks, con trai của Houston Brooks, quyết định quay trở lại đảo đầu lâu để thu thập thêm thông tin. Tại đây, khán giả được thấy sự chuyển biến vô cùng rõ rệt về kích cỡ của King Kong sau 23 năm. Đặc biệt, nếu như vào năm 73, môi trên của King Kong có thể đạt được tối đa là 3 bàn tay của Mason Weaver, thì giờ phải tầm 7 hoặc 8 bàn tay của Aaron mới lấp đầy được chỗ trống. Sau một vài biến cố, Aaron đã quyết định ở lại cùng người dân Iwi. Vào năm 1999, tại Philippines, xác của Godzilla Dagon được tiến sĩ Ishiro Serizawa, nay đã là người đứng đầu tổ chức Monarch, cùng cánh tay phải của ông là Vivian Graham tìm thấy. Tuy nhiên, một trong hai quả trứng của Muto Prime đã được đánh thức và di chuyển tới nhà máy điện hạt nhân Janjira, nguồn thức ăn phóng xạ gần nhất. Tại đây, Muto 1 đã trực tiếp gây nên vụ nổ kinh hoàng phá hủy cả thành phố, rồi đóng kén để trưởng thành. Còn bọc trứng của Muto 2 vẫn trong tình trạng đóng kín, được tổ chức Monarch đưa về Nevada, Hoa Kỳ để nghiên cứu. Cũng tại nhà máy điện hạt nhân này, vợ của nhà vật lý học lượng tử Joseph Brody qua đời, khiến ông bị ám ảnh với việc tìm ra nguyên nhân sự cố kinh hoàng kể trên. Something killed my wife. And I have a right to know. Kể từ năm 2005 đến năm 2007, cựu đại tá quân đội Anh Quốc, cựu nhân viên MI6, nay nhảy nghề sang làm khủng bố môi trường, Alan Jonah, bị bắt giữ tại Pakistan khi đang cố đột nhập vào trụ sở nghiên cứu một Titan sống dưới đất. Cũng trong năm này, tiến sĩ địa sinh học Emma Russell và chồng là tiến sĩ tập tính học Mark Russell rơi vào tầm ngắm của Monarch khi đang phát triển thiết bị giao tiếp giữa người và Titans mang tên Orca. Đặc biệt, Orca còn có khả năng kiểm soát những Titans. Hai năm sau, cặp vợ chồng chính thức về làm việc cho Monarch. Năm 2009, một nhóm Monarch được dẫn đầu bởi tiến sĩ Emma Russell tới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để nghiên cứu tín hiệu tim đập phát ra từ một cái kén khổng lồ ẩn dưới đền bướm đêm. Theo thần thoại của nhiều nước, sinh vật này được biết đến với cái tên là Mothra hay nữ hoàng của quái vật. Năm 2012, vài ngày trước khi nghỉ hưu, nhân viên Monarch kỳ cựu Houston Brooks nhận được thông điệp của con trai gửi từ đảo đầu lâu. Thông điệp này thúc đẩy Houston tham gia một nhiệm vụ tiếp theo của Monarch. Năm 2014, Joseph Brody bị bắt khi cố đột nhập vào một Janjira nay đã bị cách ly. Con trai của ông là Ford Brody đến bảo lãnh và khuyên nhủ bố nhưng bị thuyết phục ngược. Cùng nhau, họ đột nhập vào khu cách ly Janjira. Đội Monarch đang dẫn đầu bởi Ishiro Serizawa bắt giữ hai cha con nhà Brody. Muto 1 nở ra từ kén, giết chết Joseph và bay đến Hawaii tìm kiếm thức ăn. Tại Hawaii, Muto 1 chạm trán với Godzilla trước sự chứng kiến của toàn bộ thế giới. Muto 2 nở ra từ kén ở Nevada, rồi vào Las Vegas càn quét. Hai Muto gặp nhau ở San Francisco, rồi sinh ra hàng trăm quả trứng, đe dọa đến sự sinh tồn của trái đất. Về năng lực của từng quái vật, cả hai Muto đều có thể tạo ra xung điện từ phá hủy toàn bộ các thiết bị điện tử. Muto 1 là con đực, nên có cánh và có thể bay. Còn Muto 2, con cái, có khả năng sinh sản và kích thước lớn hơn. Tại San Francisco, một trận chiến long trời lở đất giữa ba Titans đã diễn ra. Ford Brody cùng quân đội phá hủy hết toàn bộ những quả trứng Muto. Godzilla một mình cân hai quái vật khổng lồ nhờ hơi thở nguyên tử. Sau trận chiến, vua Titans cổ xưa quay trở về với đại dương để nghỉ ngơi. Monarch được toàn bộ thế giới biết đến. Ngoài ra, sự kiện San Francisco đã cướp đi sinh mạng người con trai Andrew của hai vợ chồng nhà Russell, khiến họ có hai góc nhìn đối lập nhau về những Titans.
Emma tin rằng loài người và những sinh vật cổ xưa có thể cùng chung sống, trong khi Mark lại tin rằng chúng là một thế lực nguy hiểm và cần phải bị loại bỏ. You are out of your goddamn mind. Sau khi ly dị, Mark Russell đã rời khỏi tổ chức Monarch. Sau sự kiện trận chiến San Francisco, Mutual Prime, mẹ của Mutual 1 và 2 thức tỉnh. Giáo sư Serizawa, Vivian Graham, tiến sĩ Emma Russell cùng một vài thành viên khác của Monarch và Liên Hợp Quốc được cử để theo dõi sự di chuyển của Mutual Prime từ Guam tới Kyushu, Nhật Bản. Cùng mục tiêu với họ là Godzilla. Sau khi lần theo manh mối Mutual Prime đến núi Beartooth, bang Montana, Hoa Kỳ, cùng với sự giúp đỡ của tiến sĩ Emma Russell, Godzilla đã triệt hạ kẻ thù chuyên kiếp một lần và mãi mãi. Một lần nữa, Godzilla lại quay về đại dương để nghỉ dưỡng. Năm 2016, Monarch phát hiện ra Titans to nhất từ trước tới giờ bị giam cầm trong những tảng băng ở Nam Cực. Bí danh, quái vật số 0. Đây chính là King Ghidorah. Năm 2019, tiến sĩ Emma Russell và con gái Madison thử nghiệm thiết bị Orca lên Mothra. Cô thành công kiểm soát Titan này. Ngay tức khắc, gã khủng bố Alan Jonah ập tới bắt hai mẹ con và chiếm thiết bị. Không lâu sau, Monarch đã thành công chiêu mộ lại Mark Russell để ngăn chặn tổ chức của Alan. Họ tới Nam Cực nhưng đã không kịp ngăn chặn Emma kích hoạt Orca để đánh thức King Ghidorah. Godzilla xuất hiện và một cuộc chiến long trời lở băng đã xảy ra. Tiếp theo, Emma tiếp tục đánh thức Rodan nhằm phục vụ mục đích chữa lành hệ sinh thái trái đất, thứ vốn đang bị hủy hoại bởi con người. Cô đã lựa chọn đứng về phe của Alan Jonah. Rodan xuất hiện, bị King Ghidorah dàn mặt tới tâm phục khẩu phục. Godzilla đến tái đấu. Khi vua quái vật đang chiếm thế thượng phong thì Monarch đã khôn lỏi, thọc gậy bánh xe. Đáng tiếc, King Ghidorah vẫn sống nhăn răng, còn Godzilla thì biệt tâm. Sau đó, King Ghidorah đánh thức tất cả các Titans đang ngủ sâu trên trái đất nhằm thôn tính toàn bộ hành tinh. Lúc này, Mothra tái xuất giúp Monarch tìm đến vị trí đang ẩn náu để dưỡng thương của Godzilla. Hóa ra, thần lằn đại chúa đang nạp năng lượng phóng xạ tại một thành phố cổ nằm sâu dưới đáy đại dương, một dạng trái đất rỗng gần tâm trái đất. Giáo sư Serizawa tình nguyện hy sinh bản thân để kích hoạt một quả bom nguyên tử sạc đầy pin cho Godzilla ngay lập tức. Sau khi quay lại Boston cùng Emma và Alan Jonah, Madison ăn trộm máy Orca. Nỗ lực làm dịu các Titans của cô bé đã phản tác dụng khi cô vô tình ra lệnh khiến chúng đồng loạt di chuyển tới Boston, trong đó có cả Godzilla. Tại đây, trận đấu kinh thiên động địa giữa bốn Titans đã nổ ra giữa phe của King Ghidorah, Rodan và phe của Godzilla, Mothra. Nhờ sự giúp đỡ của Mothra và Emma, Godzilla đã đánh bại King Ghidorah và trở lại thành vị vua của các Titans. Đáng chú ý, phân cảnh này đánh dấu sự xuất hiện của một loạt các Titans mới như Behemoth, Methuselah, Scylla và cả một cá thể Mutual cái khác. Còn trong phần credits của phim, chúng ta được biết những thông tin quan trọng sau. Monarch đã chính thức công khai toàn bộ các nghiên cứu về loài Titans. Lịch sử phát triển của loài người gắn liền với Titans. Xong, do sự lợi dụng và đàn áp loài sinh vật khổng lồ từ phía của chúng ta, các Titans đã nổi dậy. Cuộc chia tay giữa hai bên kết thúc không mấy tốt đẹp, khiến nhân loại lựa chọn thần thoại hóa các Titans để gạt bỏ toàn bộ ký ức về chúng. Sau khi King of the Monsters kết thúc, sự trở lại của các Titans đang dần hồi phục hệ sinh thái. Monarch tăng cường đội ngũ nghiên cứu địa chất tại đảo Đầu Lâu, cụ thể là nghiên cứu trái đất rỗng, nơi trú ngụ của các quái vật khổng lồ. Ngoài ra, đáng chú ý hơn, họ cũng từng phát triển các Titans người máy ở đây. Nhưng quan trọng hơn cả, phần credits cho chúng ta biết xuyên suốt chiều dài lịch sử, các chủng loài Titans đấu đá lẫn nhau để tranh giành vị trí đứng đầu, trong đó có loài Godzilla và loài Kong. Ở cuối cùng của phim, chúng ta biết được rằng tên Alan Jonah đã lấy được một cái đầu của King Ghidorah. Như thấy trong trailer mới nhất của Godzilla vs Kong, hai nhân vật tiêu đề sẽ so găng trong phim mới. Sau 50 năm, kích cỡ của Kong đã phát triển ngang ngửa với Godzilla, đem lại thế trận cân bằng hơn cho cả hai. Thậm chí, người xem có vẻ sẽ còn được cùng Kong chu du đến trái đất rỗng để lấy vũ khí đặc trị Godzilla. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu cả hai có chung tay để đánh bại một kẻ thù chung thứ ba không? Và nếu có, thì đây sẽ là ai? Phải chăng Alan Jonah đã sử dụng đầu của King Ghidorah để tạo ra Mecha Godzilla? Phía phim đã có video phân tích trailer mới, trong đó mình có đề cập tới những giả thuyết về phim, nên các bạn đừng ngại ngần mà hãy nhanh tay ấn vào đường link ở góc trên bên phải để cập nhật nhé. Hy vọng là video này đã giúp các bạn hình thành cái nhìn trọn vẹn nhất về vũ trụ quái vật khổng lồ tính đến thời điểm hiện tại, cũng như chuẩn bị hành trang để thưởng thức Godzilla vs Kong vào cuối tháng 3 tới. À, sẽ có cả một bộ truyện tranh mang tên Godzilla Dominion ra mắt ngay trước Godzilla vs Kong. Truyện sẽ theo chân Godzilla đi dẹp loạn khắp nơi trên thế giới trước trận chiến với Kong. Với vậy, chúng mình hứa là sẽ sản xuất một video riêng làm về cả phim và cả đấu truyện này. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!
Look at me. I love you more than I've ever loved any woman.